Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Zico Vô. Hôm nay Hiền sẽ đi hái khế chua để nấu kho với cá cá diếc. Món cá kho cá diếc với khế chua là một món truyền thống của người dân Việt Nam nói chung cũng như là người dân ở quê mình nói riêng. Đó là một món truyền thống lâu đời đã nuôi lớn rất nhiều thế hệ trưởng thành đến ngày nay, qua bao nhiêu thế hệ nên cái kỹ thuật cũng như là cách nấu cá diếc nói riêng và cá nói chung với khế là một món được rất nhiều người ưa chuộng và mang đậm chất quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cách nấu cá diếc với khế chua cùng với mắm cá giò. Mắm cá giò thì nó có ớt, trong mắm cá giò có ớt nên có cái vị cay cay chua chua, ngọt ngọt của đường, của bột ngọt, của hạt nêm, ngọt của hạt nêm, thơm của hành khô và một số các gia vị khác. Mời quý vị cùng trải nghiệm. Món cá nấu với khế chua và mắm cá giò, ớt đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng thưởng thức này. Cá diếc nấu với lại khế chua. Khế chua ăn chua vừa, ngấm các loại gia vị ăn rất ngon. Xin chào quý vị và các bạn.